Chương một. Hoa khai mãn sơn xuân một chỉ thiên hạ kinh. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Đại hứa thừa bình bốn năm, một cơn mưa nhỏ qua đi tiểu uyển sơn chồi non thổ lục, xuân lâm thủy thịnh. Đỉnh núi sương mù lượn lờ, ánh mặt trời không thể cố gắng thấu. Bốn viên to lớn trùy hình hòn đá treo không mà lâm, tối cao chỗ có một ba tầng cổ lâu ánh tại thanh tùng thúy bách chi trung, phiêu phiêu miễu miễu, đã chân thật lại có hư ảo cảm giác trên đường núi cầu tiên nhân đều minh bạch, đó là tiểu uyển sơn tiên nhân nơi. Hứa quốc có tòa tiểu uyển sơn, trên núi có vị tu tiên người. Trần bá, chúng ta rốt cuộc vào tiểu uyển sơn. Không nghĩ tới, này đường núi vẫn thật hảo tẩu. Đây là một chiếc tại trên quan đạo xe ngựa, trên xe ngựa chở vị nữ giả nam trang, lại không che giấu chút nào giọng nữ tiểu cô nương, mà nàng sướng trước hai câu chính là từ thừa bình hai năm biến truyền thiên hạ hương giao nàng nói Trần Bá là bốn mươi mấy tuổi người đàn ông trung niên, người mặc bố sam, râu ria xồm sàm, giờ phút này đang ngồi bên trái biên, xa phu chuyên chúc vị. Bên phải còn lại là một cái thất thần thất vọng tuổi trẻ thiếu niên, hắn cuộn co rút thân mình ý dựa vào, biểu tình có chút đê mê, giống là bị cái gì đã kích khổng lồ, có vẻ suy sút lại cũng không mất xoái khí. Trần Bá đáp. Đúng vậy a à, thư bình ba năm ta sơ đến tiểu uyển Sơn khi, còn không có như vậy đường dễ đi đâu, ha ha, cũng không biết là vì cái gì. Kia thiếu niên thiên dưới trong mắt, đi nhiều người, tự nhiên liền có đường. Tiểu uyển sơn sơn thế không hiểm, sơn hình không tuấn, không kỳ hoa dị thảo, không người ở giữa thắng cảnh, nguyên bản thật là không người hỏi thăm, mà hiện giờ cái này nối liền không dứt dòng người, đều là bởi vì vì sơn bên trên ra một vị tiên nhân. Tiên nhân không thường có, khen người cực tôn chi. Mạnh mặt sau truyền đến thanh âm, Ngươi người này vừa mới giảng nói hơi có ý tứ, là xuất từ ai miệng? Lỗ tấn. Thiếu niên có chút nghịch ngợm lộ ra cười quái dị. Lỗ tấn. Giọng nữ trong trẻo dấu tràn đầy nghi hoặc, ngón tay điểm cầm, hứa quốc văn thịnh, lại lấy kinh đô lưu dương có một không hai cửu châu, lại chưa từng nghe nói người này thanh danh. Thiếu niên này cùng đội nhân mã này đều không phải là một đường người, chỉ không được từ trên trời rơi xuống tới khi thiếu chút nữa đập phải người da mã xe, Trần Bá cùng thiếu nữ rất là thiện tâm, gặp hắn cái này một quan ngã rơi thất hồn lạc phách, còn nằm tại này trên đường, liền hảo tâm đem hắn cứu lên mang theo một đường đồng hành. Chỉ vì cái này tiểu uyển sơn giả thú ba năm tới nhiều triệu tiên nhân linh khí tư nhiễm, mệnh nói tốt đã tu ra nhân tính, kém chút bắt trước còn mang theo yêu tính, mà như vậy không hề tu vi thiếu niên rơi ở chỗ này, một khi vào đêm hậu quả bất kham thiết tưởng. Cái này bị cứu khởi thiếu niên chính là cố ích. Cố công tử, ngươi rốt cuộc mở miệng nói chuyện trần bá giá mã bắt chuyện giảng gặp ngươi từ chỗ cao ngã xuống cùng ngươi hỏi chuyện ngươi cũng không đáp còn tưởng rằng là quan ngã hỏng rồi đâu cố ích không phải lời nói thiếu là bị cái kia đã kích tâm mệt không muốn nói chuyện lúc này nhưng thật ra hoảng trở về một ít vẫn là muốn đa tạ hòa tiên cô nương trần bá thân xuất viện thủ cố mổ cảm nhớ hắn tương đối ra dáng làm cái ấp à, Ngươi sao biết ta là cô nương? Cái này. Tiểu thư nhà ta thuần thiện. Trần bá ngượng ngùng cười một tiếng, theo sau hỏi. Nhưng thật ra cố công tử, ngươi vì sao sẽ từ trên trời rơi xuống? Cố ích chỉ chỉ ngày, đơn giản trả lời. Phi rớt xuống. Phi. Phi rớt. Xuống dưới. Hòa tiên hình như có chút không cách nào hiểu được thuyết pháp này. Chính hành tiếng ở giữa, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Cũng bạn có người tật thanh âm hô to, cái này thanh âm cao vút uy nghiêm, một thân tất có tu vi. Đại hứa hoàng đế lệnh. Thế tục phàm nhân quấy rầy tiên nhân thanh tu tiệm đến điên cuồng, vô lễ vô cùng, không thể lại nhẫn, tức mặt trời mọc, không trẫm thủ dụ, bất kỳ người nào không được tự lên Tiểu Uyển Sơn. Bất luận kẻ nào không được tự lên Tiểu Uyển Sơn. Bất luận kẻ nào không được tự lên Tiểu Uyển Sơn đây là một đội quân tốt. Một bên chạy nhanh, một bên hô to. Cố ích sở ngồi ngựa xe đã bị ngăn cản. Quân tốt thân xuyên vẫy bạc khôi giáp, eo hệ thiết kiếm, ngồi trên lưng ngựa hơi là cao lớn. Bệ hạ minh chỉ. Phong tỏa tiểu uyển sơn, các ngươi tốc tốc xuống núi đi. Tiểu uyển sơn tiên nhân tại hứa quốc địa vị tôn sùng, này một đường từ lưu dương cùng các nơi chạy tới cầu tiên người không chỉ đám bọn hắn một đội, nhưng mà tâm hướng tiên đạo là nhân chi bản tính, đường lên núi bên trên, bỗng nhiên nghe nói phong sơn thánh chỉ, gọi người làm sao không kinh. Trần bá người đều có chút sững sờ, theo sau mới hỏi. Xin hỏi tướng quân, chúng ta bản tâm hướng tiên, này thân cầu đạo, là là chính đồ, lại người vào núi quỳ lạy tiên nhân đã thành tục lệ, vì sao bỗng nhiên chi gian phong sơn? Chớ có hỏi quốc sự. Tuân chỉ có thể. Thần lâm cấm quân đã tại chân núi, chúng ta khoái mã truyền chỉ nếu là đến lúc đó chư vị còn tại sơn ở giữa coi cùng kháng chỉ cố ích lôi kéo thiếu chút nữa lại muốn lên trước lý luận trần bá tính toán một chút tiểu uyển sơn ngoại vây có bốn thạch thành trận tiên nhân ở bên trong nếu không chủ động hiện thân vốn dĩ cũng thấy không hòa tiên không cho là đúng liền tính không thấy được lên núi hướng nguyện vấn an cũng luôn là tốt ta còn nghe trong miếu sư thái nói chỉ cần này tâm thành tâm thành ý tiên nhân hoặc sẽ cảm nhớ hiện thân gặp nhau nửa năm trước bệ hạ là chiến sự tình cầu kiến tiên nhân không phải thế hứa quốc bảo vệ cho biên thành sao cố ích nói đó có thể là bởi vì là tiên nhân chán ghét chiến tranh bất kể như thế nào trần bá đồng tử bên trong toàn là khó hiểu cũng không nên phong sơn nói như vậy hăng say có ích lợi gì cố ích liền hỏi hắn một vấn đề cho nên nhị vị là chuẩn bị kháng chỉ lên núi cái này. Ngươi xem xem, một trận thao tác, còn không phải là ngoan ngoãn tuân chỉ. Trần bá thở dài, bọn họ xuyên chính là vẫy bạc khôi giáp, đây là đồng hải mới có tứ tai linh đồn chỗ cởi ra, số lượng cực nhỏ, chỉ có thần lâm cấm quân tướng quân mới sẽ mặc. Cho nên đại hứa hoàng đế thánh chỉ không chỉ có vì thật, hơn nữa tư thế rất lớn. Hòa tiên vén rèm lên, gấp giọng nói. Chẳng lẽ là tiểu uyển sơn ra chuyện? Trần bá cau mày, việc này kỳ quặc nhưng này đường núi là không thể lại hướng lên trên đi trần bá cũng cũng biết hiểu tiểu thư nhà mình sùng kính tiên nhân lần này ra khỏi thành đã là nàng chờ đợi hồi lâu tâm nguyện nửa trên đường có cái này tao ngộ sát là sấm sét giữa trời quang như vậy đi chúng ta làm dáng một chút hướng dưới chân núi đi rời đi này tướng quân tầm mắt ta nhớ rõ bên trên trên đường núi có một chỗ nhà gỗ chúng ta nhưng ở chỗ kia mượn ở một đêm liền tính hỏi cũng có thể nói đêm ở giữa đi đường nguy hiểm, hừng đông lại đi, đợi cho Minh Thiên, lại xem này hắn vào núi người đều là gì thái độ. Cố ít lường một cái, biện pháp này cấp ngươi nghĩ, lấy ra thi đại học đầu óc tới. Cái kia. Hảo đi. Hòa tiên giống như cũng không kiều mang, rất nghe lời, mở miệng đồng ý, nhà gỗ có hai gian, bên trên còn cấp che lại lá cây che mưa, ngầm treo không, muốn lấy cầu thang tới cửa. Hòa tiên rốt cuộc ra xe ngựa, đây là cái tuổi dậy thì cô nương, nàng một thân xanh biết tơ lụa, đèn nhánh trường tóc buộc với sau đầu, đồng tử thấu hắt mà có thần, mắt phải một góc dưới có một nhạc nhẽo chí, sấn da thịt trắng noãn hồng nhuận. Tại bên chân, còn có một con một con choai choai kim hoàng sắc tiểu kê, cạc cạc kêu bộ dáng thật là đáng yêu. Ta xem bức màn vẫn là tinh mỹ trúc phiến sở chế, này trong núi như thế nào có người đáp như vậy hoàn chỉnh phòng nhỏ rồi lại không được đâu tiểu cô nương lộ ra thần sắc tò mò nơi nơi trương hy vọng cố ích từ trên xe ngựa nhảy xuống như ngươi lời nói cầu kiến tiên nhân này tâm thành tâm thành ý tiên nhân hoặc sẽ gặp nhau rất nhiều người cũng là ý nghĩ như vậy liền tại cái này đáp khởi nhà ở trường ở tu hành không được phần lớn người đều sẽ kiên nhẫn hao hết hoặc là đã có điều ngộ sau đó liền rời đi trần bá mắt nhìn hắn thao thao bất tuyệt bộ dáng nghi hỏi ngươi sao sẽ như cái này rõ ràng cố ít mặt mày một tránh trạng như vô tình tiểu uyển sơn các ngươi tới thiếu những cái này việc nhiều tới vài lần liền sẽ nghe người ta nói đến ác hòa tiên gật đầu lại xoay người hỏi cái kia ngươi tới nhiều cũng biết hay không có người nhìn thấy tiên nhân còn chưa nghe nói có người nhìn thấy hay không có người phá vỡ tiên nhân sở thiết bốn thạch nói chuyện cố ít ngạc nhiên nói cái kia bốn khối cự thạch treo không thành trận các ngươi liền quản nó kêu bốn thạch nói chuyện trận này ngăn trở thế tục bên trong cầu tiên người ngay cả bệ hạ cũng là tại ngoài trận cầu kiến tiên nhân lưu dương người đều kêu nó bốn thạch nói chuyện khó nói nó có cái này tên của nó không có ta chẳng qua là cảm thấy tên này hảo chính là khuyết thiếu chút sức tưởng tượng không giống trần bá cố ích vỗ vỗ nam tử trung niên bả vai trần bá tên này liền phi thường có sức tưởng tượng cố ít muốn cười, tận lực nhìn xuống, theo sau đến nhà gỗ tìm khối sạch sẽ chỗ ngồi nằm. Cũng cầu nguyện đêm nay bình an. Đôi chủ tớ này bởi vì vì sơn bên trong yêu thú mà lo lắng cố ích an nguy, nhưng trên thực tế, chỗ này bởi vì là ra vị tiên nhân, chọc được thiên hạ trắc mục, nước láng diện rất nhiều thế lực đều tại cái này tụ tập. Người, so yêu nguy hiểm nhiều. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.